Xin chào, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với kênh YouTube New Language bắt đầu series dành cho tiếng Anh cho người đi làm. Video đầu tiên sẽ nói về cách dùng các cái giới từ quen thuộc, ví dụ như là on, in, at. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần là cách dùng giới từ in, enclosed space, nghĩa là cái không gian kín. Thường thì giới từ in này sẽ được dùng cho các cái nơi có không gian kín, ví dụ là gì ạ? In the kitchen, ở trong nhà bếp này, in the garden, ở ngoài vườn, in the car, trong ô tô, hoặc là ở một cái thành phố nào đó, ví dụ trong là in Paris, hoặc là trong một cái quốc gia nào đó, ví dụ là in Japan, in Canada. Đó thì các bạn hãy nhớ nhé, nó sẽ dùng trong các cái không gian kín. Ngoài ra thì có thể sử dụng in trong những cái cụm như là in the world, in the shower, in bed, in the photo, in the newspaper, hoặc là in the weather, ở dưới nước. Nên là cái từ giới từ in này đi với từ swim đấy, swim in the water, nghĩa là bơi ở trong nước. Mặc dù là bơi thì chúng ta thấy là điện chúng ta nổi lên so với mặt nước, nhưng mà chúng ta vẫn ở trong cái bề mặt nước đó, nên là vẫn dùng cái giới từ là in. Và từ in này thì còn được dùng cho các cái longer periods, nghĩa là cái dạng thời gian rất là dài đấy. Ví dụ in July, nghĩa là trong một cái tháng nào đó, hoặc trong một cái mùa season, ví dụ chẳng là in summer, in winter, hoặc là trong một cái năm nào đó, ví dụ năm 2023, hoặc là trong một cái thập kỷ nào đó, hoặc là a century, đúng không? Là cả một cái thế kỷ. Ngoài ra thì in còn được dùng ở gì ạ? Để dùng với part of the day, là những cái thành phần của ngày, ví dụ in the morning, vào buổi sáng, in the afternoon, vào buổi chiều, và in the evening, vào buổi chiều tối. Ok, video ngắn ngày hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại ở những cái video sắp tới. Xin cảm ơn.